Và xin chào tất cả mọi người cùng ghé kênh Nhịp Sống Nông Dân. Hôm nay là ngày 18 tháng 12 2023, cũng là những ngày cuối của tháng 12. Thì hôm nay mình cũng trực tiếp ở ngay ở giữa cái vườn cà lá xoài để quay lại một chút hình ảnh nữa. Thì trong 1 2 ngày nữa là cái vườn cà này sẽ được thu hoạch xong. Thì hôm nay mình cũng chính thức đi tận tay của mình đi thu hoạch những cái hạt cà này để làm những cái giống. Thì những cái hạt giống đó mình sẽ tự tay làm ra, và ai cần số lượng cà tươi hoặc là cà giống tươi á, và dạ giống cá nhân thì mình cũng sẽ cung cấp nhá. Thì mình đang đứng trực tiếp tại vườn cà lá xoài. Ở đây thì mình sẽ tự túc thu hoạch và chọn những cái hạt nào, trái nào, cây nào đạt chuẩn mình sẽ thu hoạch và làm giống cà lá xoài năm nay. Thì ai cần có nhu cầu cái làm giống cà lá xoài trong thời điểm này thì nhanh tay đặt hàng. Còn số lượng thì mình chỉ năm nay mình làm khoảng tầm tầm vài tạ cà thôi. Thì mình sẽ quay tại vườn cho mọi người cùng tham khảo nhé. Thì cái vườn cà lá xoài này, diện tích của cái vườn cà lá xoài hiện tại được nhân rộng ở tại cái vườn này là khoảng tầm tầm 1.500 cây. Và thời điểm này thì nhân công thu hoạch cũng đang bắt đầu. Ngày hôm nay là ngày đầu tiên, và mình sẽ quay trực tiếp cho tất cả mọi người những cái hạt cà đang được thu hoạch. Thật nhìn thật đã, cái lượng trái nó chín nhìn rất là phê. Đây là thời điểm này thì cũng năm nay đúng, thực ra là mình thấy là cái cà lá xoài này rất đạt, nhưng mà cái lượng trôi hầu như là không có, nên mọi người cứ hỏi mình đặt hàng cho mình là cái chồi cà lá xoài có không. Thì thực ra là mình không bao giờ bảo quản được cái vườn cà lá xoài này, bởi vì chủ nhà cũng là một nơi và mình cũng liên hệ một nơi, nên nó cũng là chia là khó khăn. Bởi vì vậy mình sẽ không không cung cấp được cái lượng chồi đâu, nhưng cái lượng giống giờ bắt đầu mình sẽ cung cấp cho tất cả bà con cần thiết. Để làm sao có cái nguồn giống thu hoạch ổn định với cái lượng cà lá xoài này. Thì mình sẽ chọn những cái cây nào nó đạt năng suất và nhìn cái lượng trái lượng cùm nó đều, mình sẽ làm tuyển chọn giống. Đây là những nhân công đang thu hoạch cho anh chị. Thì hại ra cái lượng cà lá xoài này thì cái lượng trái nó rất tỷ lệ chín rất đều. Trong cái thời điểm này thì thu hoạch như vậy là chín đỏ cả chỉ khoảng tầm tầm 10 đến 15% là trái nó xanh nữa thôi, chứ còn phần đa là trái nó chín đều rồi. Hải sướng tay không anh? Hải có sướng tay không? Mỏi tay lắm. Mỏi tay hả? Cũng có dai đúng không? Tại vì nó trải quá nhiều, nó dày cùng thì Dài quá. tương tương lai tương Đúng đương là nó phải dai thôi. nhiều quá. Do nó trải nhiều đúng không? Đúng rồi. Chứ còn nếu mà trải thưa như cà thường thì tất nhiên nó mềm rồi. Mà hải dai mà đạt thanh đạt báo thì ok đúng không? Khỏe hơn. Đó, cái lượng trải khoảng tầm 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 kia ra đây mình đã vào báo lần nào chưa? Chưa, mới này. Chưa, lần đầu tiên này. Nhìn đã không mọi người này, những cái hạt cà này nó chín rực, đây là lá nó sạch sẽ, vừa lặt lá gọi là sạch tinh luôn, nhìn đã quá. Cái cà này mà làm cà sạch thì nói chung là rất ok nhá. Thì ai có nhu cầu cũng xin liên hệ qua cái số điện thoại Zalo hoặc số điện thoại của mình để trên cái màn hình của kênh Nhịp Sống Nông Dân. Thì kết nối với mình thì mình cũng mình sẽ tư vấn cũng như tạo cái nguồn giống cho bà con cùng tất cả mọi cung cấp nhé. Thì sau đây mình cũng thực sự là cái cà này thì nói là dai, bởi vì cái lượng cùm lượng trái nó đậm quá quá chuẩn.
cái tỷ lệ nó không bị rụng nên trại nó nhiều thì tương đương nó phải dài rồi. Tất nhiên anh em nào đi thu hoạch nhìn cà thì nhìn rất đã. Mệt không cô? Hai mẹ con hả? Làm giữa giày băng này có thích không? Hả? Thích hả? Hải khỏe đúng không? Hơi dài nhưng mà vẫn ra bao vẫn ok đúng không? Đó. Đây là những cậu nhỏ. Năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Hả? Con bao nhiêu tuổi rồi? 13 tuổi mà đi làm rồi hả? Không đi học nữa hả? Hai mẹ con, đây có ai nữa không? Ba nữa hả? À là ba người một bạt hả? Mấy đứa con anh? Hả? Hôm nay sáng giờ được bao nhiêu bao rồi? Sáng giờ được 15 bao rồi. 15 bao hả? Chắc chưa? Được không? Được hả? Đã nhỉ. Cà này mà có khoảng tầm 1 tháng nữa chắc vẫn thu hoạch được chứ? Thu được không? Được. Vẫn được hả? Đây. Những cái cung cà đây cho mọi người cùng tham khảo nhé. Thì những cái cây, cái dàn cành của năm sau đây. Dàn cành năm sau nó cho cái lượng cành năm sau là quả ok luôn này. Cái lượng búp tuy là như vậy nhưng mà cái thời điểm nó ra hoa tạo mầm hoa thì rất đều luôn. Năm ngoái là chỉ tưới đúng duy nhất một lần nhưng mà cái lượng trái nó đọng và lượng trái chín nó cũng tương đương rất đều luôn này. Tỷ lệ khoảng tầm 20% trở lại là bị xanh thôi. Bị xanh ngoài gọi là bị ra trái sau là tỷ lệ khoảng tầm 15-20% trở lại thôi nha mọi người. Thì cái giống này thì đặc biệt là nó chín đỏ rất đẹp. Thì hôm nay là cũng những ngày cuối mình cũng rất may mắn là trở lại vườn sớm chứ còn không để cách 1-2 ngày nữa là cái vườn cà này sẽ thu hoạch xong thì mình sẽ không quay được trực tiếp ở giữa vườn nữa. Thì không có những hình ảnh của năm 2023 này là cái thời vụ năm ngoái là khoảng tầm 24-28 gì đó là mình đã quay cái vườn này với cái thời điểm đó. Đây, những cái cây mà chưa phục hồi lại kịp cái gian cành á thì cái lượng trái nó rất nhiều và cái lượng cành nó vẫn bị cây nó được bị suy một xíu nhưng mà cái lượng cành năm sau cũng bình ổn ok nhá chứ không sao hết. Cái cà này mà năm ngoái thu thì thực ra nó mềm hơn một xíu bởi vì cái lượng trái nó đọng thưa hơn đúng không? Năm nay nó dày cái trại hơn, nhiều trại hơn thì tất nhiên nó phải dài hơn. Nhưng tuy nó dài nhưng mà cũng dài bao nhiêu đâu. Đôi cây mà nó đọng vậy thôi. Anh bữa giờ đi làm được mấy tuần đấy? Làm được bao nhiêu tuần đấy? Làm đấy à? Tổng làm đi thu cà cho người ta. Mười mấy ngày đó. Người được khoảng tầm 10 triệu chứ? Hả? Đây là những cái cung cà này nó thưa ra là kẹo rất mềm này. Thời điểm này dịp năm nay thời tiết rất thuận tiện để thu hoạch tất cả mọi người. Chỉ có riêng ngày hôm nay là bắt đầu trời có dính một số hạt mưa nên cũng xe lành và ướt anh em đi làm cũng hơi vất vả ướt một chút đúng không? Hồi sáng có ướt mưa đúng không? Nay buổi chiều nó cũng hết rồi.
ngày như hải thu ca này ngay cửa hai anh em cửa chín tạ đến một tận là ok hả? Quả đạt đúng không? Anh em sau cứ vào YouTube, vào kênh Nhịp Sống Nông Dân là thấy những hình ảnh như thế này. Vào YouTube á, vào kênh Nhịp Sống Nông Dân là thấy hình ảnh của mình được phát trên cái kênh đó. Tại vì rất nhiều người theo dõi và nhìn cái dòng ca này rất mịn. Quả này có ăn được ngay? Ăn được chứ. À, ăn được hả? Nó nấu món gì là ngon nhất? Sao sao với cả ha. Ừ. Đây. Nhìn phê luôn. Mình sẽ sau mình sẽ cùng với chị chủ nhà sẽ thu hoạch để lấy giống, lấy một số cây mà tròn tuyển ra một số giống để làm giống nhá. Mọi người cứ yên chỉ với mình sẽ thu hoạch tròn những cái hạt giống năng suất gọi là đạt. Đây là bà chủ đi. Thì ai có nhu cầu làm cà sạch á thì cũng xin liên hệ về sớm với mình. Liên hệ sớm mà trực tiếp với mình để mình có thể mình sang lại cái lô cà này sớm, tại vì trong 1-2 ngày nữa là sẽ hết rồi. Cái lượng cà nên tính theo tỷ lệ, nó làm cà sạch thì phải rất chuẩn. Vẫn bị đổ à chị Loan? Vẫn bị đổ à? Ca vẫn bị rung à? À. Ca này thì hầu như tìm trôi ở giữa là không bao giờ có nữa. Người trừ trôi để ghép cải tạo thêm, để ghép thêm rộng, nhưng mà toàn bị trồm trôi hết, phần đá bị trồm trôi nhá. Mình cũng thực tế ở dưới vườn đã liên hệ rất nhiều lần, nhưng mà thực tế mình cũng không bảo quản được, không bao giờ có nguồn trôi để cung cấp cho bà con. Nhưng từ giờ cho đến năm sau mình sẽ có phương án để làm ra trôi, nguồn trôi để cung cấp cho tất cả các vườn cũng như tất cả các bà con muốn cải tạo cái giống được tốt hơn nha. Đấy là phía trong, phía ngoài thì chúng ta không thấy gì, nhưng mà cái phía trong nó chia giàn canh rất đều này. Giờ do cái thời tiết hơi bị tội, không có ánh sáng mấy nên nhìn hình ảnh vào thì cũng hơi bị tối. Giàn canh cho dàn cành gọi là cành để cho năm sau thì rất chi là phê luôn. Đây, những cây cành trại. Người ta nói dai thì đúng rồi, tại vì cây cà mà như vậy thì quả dai rồi. Thì bởi vì cái lượng trại động cùng quả chuẩn là tỷ lệ nói chung hạt lẹp thì mọi người nói, cũng một số anh em làm thì nói chung hạt lẹp thì khoảng tầm 20%, cũng tương đương nhau 20%, thì như vậy là ok, quá ok. Xem những cái cung cà như thế này thì phải nói là rất chuẩn luôn, chuẩn trong cả cái loại cà mình từng quay. Thì vừa rồi mình cũng định quay một cái vườn cà 138 năm nay cũng rất năng suất, nhưng mà chưa kịp, bởi vì thời gian bận rộn quá, công việc bận rộn quá nên cũng không kịp được trở lại vườn, nên là chủ vườn đã thu mất rồi. Mình rất tiếc cái vườn nó, bởi vườn nó cái sản lượng cây cà rất đẹp. Chào anh trai. Bây giờ đi thu người được khoảng 10 triệu chứ? Chưa. Mấy nhà rồi, làm được mấy nhà rồi? Một nhà hả? Một nhà mà nhà đó được mấy chục tấn? Ba mươi mấy tấn. À, ba mấy tấn. Do năm nay đi ca chín muộn nên đi thu muộn đúng không? Dạ. Làm bữa
Bữa bữa bao nhiêu á? Dạ. Bữa bắt đầu ra đi làm là ngày bao nhiêu? Tháng 11 đấy. Đầu tháng 11. Dạ. Tính ra cũng mười mấy, hai chục, ba chục ngày đó gì nữa. Dạ. Vợ con gì chưa? Có rồi. Mấy con thôi? Hai đứa rồi. Hai đứa hả? Dạ. Con ở nhà vợ nuôi. Dạ. Vợ con đi làm đấy không? Dạ không. Không hả? Vợ thì ở nhà làm gì? Nuôi con. Con còn nhỏ mà. À, ở nhà có việc gì làm thêm không? Cao dài không? Dạ, dài ạ. Dài hả? Ừ. Dài nhưng mà nhiều trái vẫn thích đúng không? Ừ, đúng rồi. Cá này thì quả chuẩn hải quả sượng, không phải keo bạt. Đi cây nào là đã cây đó hả? Năm nay ít chứ năm sau là nhiều nữa này. Đúng không? Lượng canh năm sau đến mình. Cái này thì năm sau cũng bao giờ bỏ vườn được đúng không? Vẫn phải quay lại vườn này đúng không? Đúng rồi. Đó. Đó là những người làm công mà có thể là phải ghiền với cái giọng ca này. Hả? Đam mê cái giọng ca này nhá. Bữa sau nếu mà có xem thì vào YouTube kênh Nhịp Sống Nông Dân xem đây, chia sẻ cho anh nhá. Kênh luôn đồng hành cùng tất cả bà con nông dân, Nhịp Sống Nông Dân. Và chuẩn bị con một cây nữa rồi, chuẩn bị ra bạt thì mình sẽ cùng trực tiếp thử trong kia ra đây khoảng tầm năm em vào bao trong kia một lần hả? Dạ. Trong kia được bao nhiêu bao? Tám bao mà bên kia qua đây được 15 cây không? Được tầm đó hả? 15-17 cây. Tầm đó. 15-17 cây mà tám bao rồi. Giờ chuẩn bị ra bao một lần nữa. Thì chịu là mình sẽ quay trở lại để thử coi cái lượng cà khoảng tầm 10 cây thì 10, tầm 10 cây trở lại thì khoảng được bao nhiêu cà. Đây là số lượng cà trong khoảng tầm buổi sáng hôm nay thu hoạch này. Buổi sáng hôm nay thu hoạch nhé. Đó, buổi sáng hôm nay là hải cà, cái vạt cà này là cà bỏi một năm, cà bỏi năm ngoại này. Còn buổi chiều này chuyển qua bên này. Và xịu nữa thì mình sẽ đi hải những cái cây cà giống mà mình sẽ tuyển chọn. Cho bà con ai có nhu cầu cứ liên hệ qua số điện thoại 081-502-7379 hoặc số điện thoại 0339-823-328. Và mình cũng xin một chút quảng cáo ở trong cái gọi là cái sản phẩm của mình. Xíu là mình cái nguồn hàng của mình thì ai có nhu cầu thì mình liên hệ qua cho mình nhá. Và xin giới thiệu với tất cả mọi người một dòng sản phẩm của mình cũng chuyên cung cấp cho bà con trong cái thời điểm hôm nay. Mình cũng giới thiệu cái mặt nạ bảo hộ để xịt thuốc sâu sau cái giai đoạn thu hoạch cà xong hoặc sầu riêng xong. Thì một cái bộ mặt nạ này giá 300 ngàn thôi. Nhưng mà bảo vệ được cái hơi thở, sức khỏe, bảo vệ cái bộ gan, bộ phổi của mình được tốt hơn. Thì ai có nhu cầu cũng xin liên hệ qua cái số điện thoại của mình để trên. Mình sẽ cung cấp với cái mặt nạ này rất ok cho bà con khi bảo vệ được cái hơi thở, sức khỏe của mình. Trong cái dòng sản phẩm của mình thì mình cũng luôn cung cấp cho tất cả bà con những cái dòng sản phẩm tốt nhất với những phiên lọc quá ok nhá. Đây là ở giữa cái vườn cà phê đây thì mình cũng xin ngắt quảng một xíu giới thiệu cho bà con cái dòng sản phẩm mờ banner gọi là để phục vụ cho bà con đảm bảo cái sức khỏe. Vì sau khi thu hoạch xong thì chúng ta sẽ xịt rất nhiều cái loại thuốc mà để rửa vườn. Những cái dòng thuộc rửa vườn cho cây để khỏi tình trạng của cây kháng bệnh, làm cho giảm năng suất của cây trồng của mình.
Thì cái mặt nạ này với cái chức năng bảo vệ sức khỏe hơi thở, bảo lá phổi lá gan của mình được tốt hơn. Thì cái với bộ mặt nạ này khoảng tầm vài trăm ngàn. Ai cần có nhu cầu thì cùng liên hệ qua số điện thoại 081 502 7379. Dòng này thì mình kèm theo một cái mặt nạ này và kèm theo một cái kính nhá, kính để bảo vệ cái mắt riêng nhá, gọi là đeo lên mặt, mình sẽ đeo lên cho bà con cùng tham khảo nhé. Đó. Cái dòng sản phẩm này cũng rất chi là khỏe, mình đã từng bán cho tất cả anh em trên tất cả tỉnh thành của Tây Nguyên đã tin tưởng ủng hộ mình trong thời gian qua, thì mình cũng xin cảm ơn, và mình cũng sẽ luôn đồng hành cùng bà con trong những cái sức khỏe, gọi là bảo vệ sức khỏe. Cây cây cối thì trước tiên mình cũng sẽ phải bảo vệ cái sức khỏe của mình trước nha bà con. Mọi người nha, có chú ý là hãy bảo vệ sức khỏe trước trước khi bảo vệ cái cây trồng được năng suất và chăm cho cây trồng được sạch đẹp, thì tất nhiên chúng ta cũng sẽ phải chăm cho sức khỏe của mình, bảo vệ cái sức khỏe của mình được ổn định cái đã, chứ đừng lo cho những cái cây mà được xanh sạch đẹp, xanh sạch đẹp đạt năng suất cao nhưng mà không chú ý đến cái sức khỏe của mình, thì cái đó là sai lầm nhá. Mình khuyên với bà con những cái gì mà với cái sức khỏe, với cái con người của mình phải tôn trọng hàng ngày, đó là cái sức khỏe, bảo vệ bản thân, bảo vệ một cái lá gan, lá phổi, trái tim và hơi thở được khỏe mạnh, thì chúng ta phải đảm bảo an toàn, thì chúng ta sẽ sắm những cái bộ mặt nạ như thế này, vậy với một cái kính bảo hộ vài trăm ngàn thôi, thì chúng ta thấy rất khỏe rồi. Thì cảm ơn tất cả mọi người đã mình đã lồng qua một chút quảng cáo về cái sản phẩm của mình là mặt nạ phòng hộ M3N, và tiếp tục mình sẽ đi giữ vườn cho bà con cùng chiêm ngắm những cái hạt cà, những cái trại cà này. Chứ mình không muốn ra cái video nào mà những cái dòng sản phẩm cà giống mới là khiến bà con thất bại, khiến bà con phải 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 nản lòng với cái dòng giống cà, những cái giống cà mà năng suất cho vườn, nhìn thấy không?